Thưa quý vị, đây là vùng trồng rau vụ đông ở thôn Lương Đông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Thời tiết vụ đông rất bất lợi, gây khó khăn trong vấn đề trồng rau, nhưng bà con nơi đây vẫn canh tác được, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Những kinh nghiệm hay sẽ được bà con nông dân chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Tức là một bao giờ thì căng cả 40 kg, mà 1 kg thì như ở đây thì coi như là bữa nay là 4.000 kg đó, thì 4 16 là 160 một lộn. Bây giờ mình thu hoạch như thế này thì khi nào người ta sẽ tới mua cái rau này vậy chú? Tức là bây giờ mình thu thì chiều tới là coi như là cuối giờ chiều là họ tới họ chở tại đó, tới đây họ căng rồi chở luôn. Nhúng rau cho nó tươi rau để cho các thương lái người ta tới người ta mua rau, thì như quý vị thấy là nước nó rất là sạch, rất là trong luôn. Có cần rải rải gì không chú? Dạ, không cần đâu, cái đó không cần. Dạ. Cháu thấy là cùng một vùng vụ mùa nhưng mà các vùng khác không thể trồng rau được mà ở mình lại trồng được, thì cái đầu ra nó ổn không chú? Tức là đầu ra thì khi mà có vùng khó mà họ làm không được á, thì ở đây thì làm được, nhưng mà do là đất đai đất cót cho nên là dễ rút nước, cho nên là mưa xong là coi như nó rút liền, cho nên là làm rau nó vẫn đọt. Tức vụ này là vụ phụ, nhưng mà tính ra là nếu rau thì dân ở đây gọi là coi như là vụ chính, chứ còn thì ở đây nó có mấy mùa mà tức là làm rau xong là tới làm đậu, làm đạo xong rồi tới làm dưa, cho nên là cái mùa này cũng là cái ba mùa, là cũng có mùa này cũng vẫn là vụ chính của dân này thôi. Thì đây coi như điện có, nước có, rồi coi như là mưa thì mưa xuống nước nổi lên rồi rút liền, cho nên là coi như là làm rau nó tiện hết thôi chứ. Chú dự tính là khi nào có thể là thu hồi vốn à, khi mà chú bỏ vốn ra đầu tư nhiều như vậy à? Nói chung là cái đàn bác mình làm quà nghe. Dạ. Làm mới biết thôi. Còn cái đầu tư mà phân á thì nói chung đất đai thiệt nạn phân. Nhưng mà điều kiện mình thu được lứa đầu là quy lứa lứa xăm đang không. Lứa gốc á. Rồi nói chung là lứa đầu trong cho quỳ giống thôi. Rồi mình ăn cái gốc. Gốc mình để 3 lứa lận. Nói chung là bác là mình tưới nó nhẹ nước, nó ra nó êm, nó khổ hư cơ cầm ra, nó phun xương á, phun xương nó khổ hư ra. Dạ, khi mà nơi khác không trồng được mà mình lại trồng được thì cái đầu ra nó ổn không chú? Ổn, nói chung bù như hổn chả chứ, còn hòn đó bây giờ tái thì cây nó tái trở ra đó. Dạ em chào anh Thông, thì không biết là anh có thể chia sẻ cho em và bà con đang xem chương trình cách trồng giống rau cho vụ đông được không ạ? À, cái đó được. Thứ nhất đó là trong cái quá trình sản xuất của bà con ở đây á, thì cái rau vụ đông là được cái lợi thế là thứ nhất là cái đất ở đây là không có ngập nước. Đó là cái điều kiện quan trọng nhất để trồng rau vụ đông. Thứ hai nữa là khi mà trồng rau vụ đông á, thường thời tiết là khắc nghiệt, mưa nhiều. Nên hướng dẫn bà con là chọn những giống mà phù hợp với mùa mưa, rồi những cái loại giống mà nó có thể chống chịu được với thời tiết khắc nghiệt của vụ đông. Và cái khi mà sản xuất vụ đông thì mật độ sâu bệnh nó cũng nhiều, nên phải dùng cái giống mà kháng sâu bệnh để đem lại cho hiệu quả cao. Ví dụ cái loại mướp đây thì mình sử dụng cái loại giống mướp Hương nên rất là sơ chế. Rồi ngoài cái mướp ra thì ở khu sản xuất này thì còn bà con còn có những cái giống như là bào, và đặc biệt là rau muống thì thường thường sử dụng các giống như của Phú Nông, hay Mũi Tây, Phom, đó là những cái giống chủ lực mà bà con sẽ sản xuất cho ra vụ đông. Và còn một số loại cây trồng khác như dưa leo thì bà con thường chọn là cái Ba Số Nam của thằng Phom. Đó là những cái giống chủ lực của khu sản xuất vụ đông ở đây.
Dạ thưa anh, thì ngoài kỹ thuật chọn giống ra thì mình còn áp dụng kỹ thuật gì để cho cây rau của mình phát triển an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng ạ? Thì thứ nhất là ngoài cái việc giống là phần quan trọng, thì cái việc ví dụ như làm đất, tưới, hệ thống tưới thì nó cũng rất là quan trọng cho cái cây rau quá trình sinh trưởng vụ đông. Ví dụ như em thấy đó là cái mướp đây là người ta lên luống và phủ bọt. Thứ nhất là để hạn chế cỏ dại và cỏ dại, rồi sau bệnh sau đất để phát để con mướp nó giữ được độ ẩm tốt hơn trong rau vụ đông. Còn cái nữa là cái ở đây người ta tất cả các bà con đều áp dụng cái hệ thống là tưới nho dọc và tưới tiết kiệm. Tại nên trong quá trình tưới thì rất là tiết kiệm về nước và đặc biệt là phân bón, giảm bớt cái lượng phân hóa học. Đó là một trong những cái kỹ thuật quan trọng. Còn cái nữa là cái công tác mà bảo vệ thực vật thì cái này cũng bà con rất chú trọng, là phát hiện sớm mầm bệnh và để xử lý cái bệnh hiệu quả và để cách có thời gian cách ly trước khi xuất ra ngoài thị trường là theo đúng cái an toàn thực phẩm. Thì đây là cái vườn mướp ở khu sản xuất. Anh sẽ dẫn em đến những cái vườn rau khác, ví dụ như rau muống, chúng ta đi qua hướng bên này. Đây giới thiệu với em, đây là cái hệ thống tưới, cũng là một trong những hệ thống tưới tiết kiệm, tưới phun sương. Nó sẽ làm cho rau muống nó đỡ dập nót và cái mức độ thấm nó rất là đều cho cái rau muống sinh trưởng. Dạ anh, theo em được biết thì vào vụ đông thì có rất là nhiều sâu bệnh phát sinh trên rau. Vậy thì mình có những cái phương pháp nào hiệu quả để mình phòng tránh các loại sâu bệnh nè? Thì cái này thì thứ nhất là bà con á, là cái vụ đông á, là thường thường xuất hiện rất là nhiều loại, thứ nhất là bệnh. Ví dụ cây rau muống là thường thường là xuất hiện các loại cái vách bệnh như thế này. Thì nó gọi là ở đây, bà con ở đây gọi là nấm nủ. Thì cái này thì buộc bà con là phải thường xuyên, hầu như là 100% là bà con đều có mặt tại đồng ruộng. Khoảng đó là khoảng 12-24 á. Nên cái mức độ nó theo dõi bệnh là rất là kịp thời và mình xử lý cái các loại thuốc mà có nguồn gốc sinh hạt phòng trừ cái nấm bệnh đây. Rồi các loại sau thì mùa này thì nói chung là mùa mưa thì cái vọng đợi sau nó ngán, thì cái mùa mưa là sau nó rất là ít, chủ yếu là bệnh. Ví dụ như những cây rau này là chủ hầu như là bệnh. Những cây mướp kia thì mình xả nhất là nấm lá. Còn đây rau muống đây thì đây là lứa thứ hai đây, muống gốc mà lứa thứ hai, đây bà con chăm sóc rất là kỹ, như là sới số liên tục, là sới tới đâu cỏ ra tới đâu là bà con sới tới đó, không có con thịt thuốc vô, nên rau rất là sạch. Đây ngày có thể là thu hoạch có vài tấn muống nhưng vẫn trái hòn, mình gỡ ra tấn ngồi khí mà. Cái sản phẩm của khu sản xuất của mình đây là hầu hết là các loại rau ăn lá, củ quả. Thì có cái vấn đề đó là bà con đã được tập huấn kỹ về kỹ thuật, về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là cái bà con sản xuất theo cái tiêu chí là an toàn cho người tiêu dùng và mang lại cái hiệu quả cho người sản xuất là chính. Đây, qua một năm sản xuất thì vừa rồi cũng có được sự đầu tư của Sở Khoa Công nghệ và cái trường đại học Nông Lâm Huế, thì mình cũng có cái sự làm một cái chương trình dưa việt ghép và đã được cấp chứng chỉ sản xuất cây dưa an toàn và đã có bỏ vạch và truy xuất nguồn gốc. Và vừa rồi thì cũng được chi cục trồng trọt cấp cho cái mỏ vùng trồng lần thứ nhất. Dạ thưa anh Thông, thì em thấy là việc làm nông bây giờ cần phải đầu tư, và đầu tư như thế nào thì anh Thông có thể chia sẻ cho bà con đối với chương trình về việc mua sắm trang thiết bị được không ạ? Dạ, thì cái những cái trang thiết bị mà em đang thấy đây á, thì nói chung là cái bà con cũng rất là chịu khó đầu tư những cái loại ống dây mà tốt để sử dụng được lâu. Thì hầu hết các vật tư đây là đều mua tại các đại lý ở trong địa bàn huyện. Thì những vật tư bà con chọn là những cái loại dừa mềm dẻo và có thể tới sử dụng trong nhiều năm. Thì mình chỉ mua một lần và có thể sử dụng được 4 đến 5 năm. Thì cái đó là một cái tiết kiệm rất lớn. Cái nữa là do cái nguồn đất sản xuất của mình là rất ổn định. Thời gian về nay bà con rất là chịu khó đầu tư. Những trang thiết bị mà anh đầu tư thì có dễ dàng mua sắm không ạ? Cái này thì hầu như là rất là dễ. Bà con trực tiếp mua cũng có và đặt hàng qua
điện thoại cũng có, đây, ship tận nơi cũng có. Nói chung là những cái mặt hàng này là mặt hàng thông dụng trong sản xuất. Cảm ơn anh Thông đã tham gia chương trình. Đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình này kỳ sau.